Xin chào tất cả các bạn. Các bạn có biết đây là đâu không? Đây là giếng nước của Mỹ Tho. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi chạy vòng Mỹ Tho nha. Người Mỹ Tho là tối người ta thường đi chạy vòng Mỹ Tho vào những ngày cuối tuần. Các bạn hãy theo mình nha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.